Quý thính giả, trước việc chùa Liên Trì, một ngôi chùa đã được xây dựng hơn nửa thế kỷ, tọa lạc tại phường An Khánh, quận Nhì, Sài Gòn, đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam quyết tâm cưỡng chế, triệt hạ. Mời quý thính giả cùng theo dõi phản ứng của các nhà lãnh đạo tôn giáo trong nước trước sự việc này. Cuộc phỏng vấn do phóng viên Minh Nguyệt thực hiện sau đây. Xin mời chị Minh Nguyệt. Đài Đáp Lời Sông Núi có cuộc trao đổi với đại diện của những tổ chức, hội đoàn tôn giáo nhân quyền về sự việc này. Trước hết, Minh Nguyệt xin kính chào cha Phan Văn Lợi. Xin kính chào cô Minh Nguyệt và tất cả quý vị thính giả đang theo dõi chương trình. Thưa cha Phan Văn Lợi, xin cha cho biết cảm nghĩ của mình về việc nhà cầm quyền Cộng sản vừa phá hủy chùa Liên Trì, thưa cha. Kính thưa quý vị, đây là một hành vi nhằm hai mục đích, đó là vừa cướp của, vừa là phá đạo. Quý vị biết rằng là chùa Liên Trì là nằm trong một cái khu vực gọi là đô thị mới Thủ Thiêm, nơi mà nhà cầm quyền đã đuổi hơn 15.000 dân đi, nhiều cơ sở tôn giáo, và bây giờ là đến chùa Liên Trì để lấy cái mảnh đất vàng này mà bán cho các công ty là xây dựng nhà cửa. Thì đây là một cái hành động cướp bóc trắng trợn của nhà cầm quyền, cho nên hôm nọ nó đã tung một lực lượng cả 500 người gồm xe cộ, súng ống nhằm cướp lấy cái chùa Liên Trì, và rồi sau đó đã phá hủy bình điện hết trước khắc gian chữ là hòa thượng sẽ không phải là trong bệnh viện. Đây là một cái hành động mà tiếp nối đối với các tôn giáo tại Việt Nam và đối với người dân. Bởi vì cái nhà cầm quyền này nó chỉ nhắm một mục tiêu là gì, là ăn cướp mà thôi. Nó đã cướp tất cả mọi cái quyền của người dân, từ nhân quyền cho tới dân quyền, và thậm chí còn cướp đoạt đất đai của tổ tiên để mà dân cho ngoại bang, nhất là tàu cộng vốn muốn là xâm chiếm Việt Nam của chúng ta. Cho nên đây là một công việc cướp bóc nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý thính giả, cũng trong chiều hướng ấy, ông Nguyễn Văn Điền thuộc Phật giáo Hòa Hảo đã có ý kiến như sau. Dạ, theo chúng tôi thấy thì cái vấn đề mà nhà nước Việt Nam mà cưỡng chế chùa Liên Trì, đây không phải là về vấn đề di dời để làm cho cái tôn tạo cái thành phố cho nó đẹp, mà là nhằm mục đích là muốn kỳ thị đến tín ngưỡng của tôn giáo nói riêng và nói chung là cả cái hội đồng liên tôn. Vì mục đích của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là muốn đánh cho tan rã cái hội đồng liên tôn mà thôi ạ. Dạ thưa, vậy thì làm sao để duy trì được quyền tự do tín ngưỡng tại Việt Nam thưa ông? Dạ, cái điều này thì kể ra rất khó. Nhưng mà nếu tất cả những tín đồ của các tôn giáo nói chung, nói riêng là các chức sắc của các tôn giáo, nếu niềm tin còn thì tôn giáo còn, nếu mà niềm tin mất thì tất nhiên tôn giáo sẽ bị mất. Nên bây giờ từ chức sắc các tôn giáo cho đến tất cả các tín đồ của các tôn giáo, nếu chúng ta một lòng đoàn kết, chúng ta còn niềm tin về tín ngưỡng, niềm tin về tôn giáo thì nhất định sẽ đem lại cái sự kết quả duy trì được cái sự tốt của vấn đề tự do tôn giáo. Dạ vâng, mời quý thính giả cùng nghe lời phát biểu của chính trị sự Nguyễn Bạch Phụng thuộc Cao Đài Việt Nam. Kính thưa quý đài Đáp Lời Sông Núi, kính thưa cộng đồng người Việt hải ngoại cũng như quốc nội, nói về cái việc mà triệt hạ chùa Liên Trì thì tất cả hầu như chúng tôi là chức sắc trong Hội đồng Liên Tôn Việt Nam hết sức là phẫn uất, bởi vì chùa Liên Trì đây là một trong các cơ sở của tất cả các tôn giáo khác, cũng như là về nhà thờ của Thiên Chúa, nhà nguyện của Tinh Lành, chùa của Phật giáo Hòa Hảo, Thường Trí cũng như thánh thất của Cao Đài, là bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam triệt hạ giải tỏa rất là nhiều từ sau năm 1975 đến nay. Thì nói riêng về chùa Liên Trì thì hầu như tất cả những cái người yêu chuộng về cái tự do, coi như là quý trọng về cái tự do tín ngưỡng tôn giáo, thì ai cũng bức xúc và ai cũng phẫn uất hết. Bởi vì đây là những cái cơ sở tôn giáo thuần túy, gìn giữ đúng cái chân truyền của các chúa Phật để lại. Mà ngày hôm nay thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là triệt hạ hết những cái cơ sở tôn giáo đó. Thì hầu như tất cả ai có cái lòng quan tâm đến cái quyền tự do tôn giáo thì đều lên tiếng và cũng phẫn uất cái vấn đề nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam triệt hạ những cái cơ sở thờ tự của tôn giáo. Thì đó là một cái việc mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không có cái tôn trọng cái quyền tự do tôn giáo.
Mặc dù đối với quốc tế thì họ nói rằng là Việt Nam có tự do tôn giáo, nhưng mà sự thật đó là chùa Liên Trì đó là một cái nơi, một cái cơ sở đó là chứng minh cho quốc tế thấy rằng là Việt Nam hoàn toàn là không có tôn trọng quyền tự do tôn giáo, mà vi phạm cái quyền tự do tôn giáo này càng ngày càng nặng hơn, chứ không có mà một cái tiến bộ để mà cải thiện cái vấn đề nhân quyền. Dạ thưa, theo bà thì liệu Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục cưỡng chế và phá hủy cơ sở của các tôn giáo khác hay không? Như thế này thì với một cái chủ nghĩa vô thần, tức là họ không có tin tưởng trời Phật, với một cái chủ nghĩa đó thì hầu như họ sẽ tuyệt hạ lần hết những cái cơ sở tôn giáo mà bảo vệ cái chân truyền đó. Thì đối với khu đô thị Thủ Thiêm là 22 cơ sở tôn giáo, trong đó có của nhà thờ của Thiên Chúa, nhà nguyện của Tinh Lành, Thánh Thất của Cao Đài đều đã bị triệt hạ hết rồi. Bây giờ chỉ còn ba cơ sở, nhưng mà chùa Liên Trì đã triệt hạ rồi, thì còn hai cơ sở của Thiên Chúa, đó là giáo xứ Thủ Thiêm và dòng bến Thánh Giá của Thiên Chúa. Với cái chủ nghĩa vô thần này thì họ không bao giờ là họ tôn trọng cái quyền tự do tín ngưỡng đâu, mà từng bước họ sẽ coi như là triệt hạ hết thôi. Dạ thưa, trở lại với cha Lợi, vậy làm sao để duy trì được quyền tự do tín ngưỡng tại Việt Nam thưa cha? Vâng, kính thưa quý vị, bây giờ chỉ có một cách, đó là toàn dân, đó là các tôn giáo, các tín đồ phải ý thức được rằng là Cộng sản là một mối nguy cho đất nước, cho dân tộc, cho đạo Pháp. Chúng ta hãy bắt trước tín đồ giáo xứ ở giáo phận Vinh á, trong cái biển cổ mà ô nhiễm biển trầm trọng á, giáo Phật vô ra gây ra, các giáo dân ở đó nó đồng loạt xuống đường và tố cáo tội ác của Phật vô ra, rồi tố cáo cái sự đồng lõa của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Họ đã biểu tình cả hàng ngàn người, cả chục ngàn người chống ôn hòa bất bạo động, nhưng mà quyết liệt và đã gây sự lo sợ cho nhà cầm quyền. Đây là một cái hình ảnh mà chúng ta thấy đã có trước đây ở tại Đông Âu trong các thập niên 1989 cho tới 1991. Các giáo hội Tin Lành, Công giáo và Chính thống đã xuống đường và sau đó đã hạ đó vãng cái chế độ Cộng sản ở bên đó. Bây giờ đây là đang có những cái hình ảnh lặp lại, và nếu mà cái việc mà xuống đường của các giáo dân ở tại Kinh này được nhân rộng ra trong mọi giáo phần ở tại Cộng sản, và từ của Công giáo mà nhân rộng ra và các tôn giáo khác, tất cả mọi tín đồ và đồng thời mọi người dân Việt Nam phải thấy rằng là dân đang có hai cái kẻ thù trước mắt, đó là Việt Cộng đồng loạn và Tàu Cộng là xâm lăng. Những hai cái kẻ thù lớn lao này đang xóa sập với nhau để mà nuốt chửng cả tổ quốc Việt Nam, và thấy rõ cái điều đó để mà cùng nhau đứng lên chống cổ cho được Đảng Cộng sản ra khỏi thế cơ lực, giải thể cho được chế độ Cộng sản trên đất nước Việt Nam. Và lúc đó chúng ta mới có thể đứng đầu được với là Tàu Cộng, và chúng ta sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề khác, sẽ trả lại quyền tự do cho người, quyền tự do cho các tôn giáo, cũng như là đòi lại các cơ sở mà Cộng sản cướp đoạt của các tôn giáo ngay từ năm 1954 cho tới hôm nay. Minh Nguyệt rất cảm ơn quý vị đại diện cho những tổ chức, hội đoàn tôn giáo nhân quyền đã dành cho Đài Đáp Lời Sông Núi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Minh Nguyệt xin chúc sức khỏe đến quý vị và xin chào tạm biệt.